Hai cộng hóa rừng. Lọc nhạc Kenwood 2060 bán giá 2,6 triệu đồng, giá cực kỳ mềm cho một mẫu lọc Nhật. Chạy điện đa cầu điện 110-220, 240-230, 120. Mẫu lọc này bán chỉ lãi 200.000 thôi. Đây là các tín hiệu, các nút nhớ. Nhớ được 5 chế độ. Đây là nút memory để nhớ. Đây là effect. Effect có nghĩa là bấm vào đây nó hiện chữ equalizer thì mới có tín hiệu lọc. Còn đấy là bỏ lọc. Đây là các cái đường nút lên xuống, nút sang trái sang phải để chỉnh cái tần số cao thấp của bát tép. Đây lên xuống đó. Tiếp nháy ở đâu thì mình lên xuống ở đấy. Đây là hai đường vào, tép và lai. Mình đang cắm vào đường lai thì mình phải để lai thì mới ra điểm. Mở to này. Cho em hơn. Bỏ lọc. Bỏ lọc. Bỏ lọc. 2,6 triệu đồng, hình thức cực kỳ đẹp luôn. Để tôi quay mặt sau. Đây là thông số kỹ thuật đa cầu điện Kenwood KKE 2060. Đây là cắm ở đường lai. Đây là đầu vào của đầu đĩa. Đây là xuất chung âm ly. Xuất chung âm ly đây. Đây tôi nhớ thử một chức năng này. Đây lên xuống này. Sau đây tôi ấn vào memory, ấn lại số 1, thế là nó nhớ được số 1 rồi. Đấy, xin chào.